Hà Gia Kính sẽ trở lại Hồng Kông để đổi thẻ ưu đãi đi xe buýt với giá 2 đô la, và anh kiên quyết sẽ nhận trợ cấp. Hà Gia Kính, được mệnh danh là triển chiêu đẹp trai nhất, bảo dưỡng ngoại hình rất tốt và trông hoàn toàn không giống như đã 64 tuổi. Gần đây, anh đã đăng một video trên Douyin chia sẻ việc chuẩn bị trở lại Hồng Kông để đổi thẻ lạc du cạc nhằm hưởng ưu đãi đi xe buýt với giá 2 đô la. Anh còn nói rằng khi đủ 70 tuổi, anh sẽ kiên quyết nhận khoản trợ cấp tuổi già, thường được gọi là quả táo vàng, và tiết lộ lý do thúc đẩy anh làm điều này. Hà Gia Kính đã phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục trong nhiều năm và đã định cư ở đó, nhưng anh vẫn không quên các phúc lợi dành cho công dân Hồng Kông. Đã đạt đến độ tuổi nhận phúc lợi cho người cao tuổi, anh quay video giới thiệu về hai phúc lợi lớn là thẻ lạc du để đi xe với giá 2 đô la và khoản trợ cấp quả táo vàng. Anh nhấn mạnh rằng việc này không phải vì ham lợi nhỏ, chúng ta đều nộp thuế đúng không? Chúng ta nên được hưởng, tại sao lại không lấy? Tôi có thể lấy để làm từ thiện, đúng không? Lưu Gia Linh sẽ bế quan chuẩn bị cho vở kịch tháng 12, không dám tăng suất diễn vì đã quá nhiều. Tối ngày 16 tháng 9, Lưu Gia Linh xuất hiện tại một buổi tiệc từ thiện. Khi trả lời phỏng vấn, cô nhắc đến việc vé của vở kịch sân khấu mà cô diễn cùng Huỳnh Tử Hoa đã được bán hết ngay khi vừa mở bán. Để đáp lại kỳ vọng của mọi người, cô cho biết sẽ nỗ lực gấp đôi. Nhiều người bạn đã di cư từ lâu cũng nhờ cô xin vé. Khi được hỏi liệu có cân nhắc thêm xuất diễn không, Gia Linh ngay lập tức trả lời, thôi đừng thêm nữa. Bây giờ đã 58 suất rồi, nếu thêm thì để tôi nghỉ ngơi chút đã. Bạn bè là luật sư, bác sĩ đều muốn xem, làm tôi áp lực lắm. Gia Linh cho biết hiện tại cô đang nghiên cứu tài liệu và tập luyện hình thể, đồng thời tăng cường vận động để chuẩn bị cho nhiều buổi biểu diễn. Tôi thường thích ăn cay và đồ chiên, nhưng bây giờ phải ngoan ngoãn ăn thanh đạm hơn, nhưng Trung Thu nhất định phải ăn bánh Trung Thu. Huỳnh Tử Hoa và Lưu Gia Linh lần đầu hợp tác trong vở kịch sân khấu là Do Thần Sắp Đặt. Ngày 20 tháng 8, Huỳnh Tử Hoa và Lưu Gia Linh xuất hiện tại Trung Hoàng để tham dự buổi họp báo cho vở kịch sân khấu Ly Hôn Kiểu Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, cùng nhau kể câu chuyện về sự mong manh của hôn nhân và những điều kỳ quặc trong tình yêu. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông, Huỳnh Tử Hoa không quên thể hiện sự hài hước của mình. Thật ra lần này có thể mời được Gia Linh tham gia là Do Thần Sắp Đặt. Ban đầu, chúng tôi chỉ định tìm một diễn viên sân khấu để đóng vai này. Khi chúng tôi đã quyết định xong mọi thứ và chuẩn bị uống ngụm trà cuối cùng trong bữa ăn, bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói nhắc đến Gia Linh. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy. Nếu lúc uống trà mà có một con kiến khiến tôi mất tập trung, thì tôi nghĩ chắc chắn Gia Linh đã không có mặt ở đây. Ngồi bên cạnh, Gia Linh không thể nhịn được cười. Thật ra lúc họ mời tôi tham gia vở kịch này, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Vì tôi rất sợ mình sẽ làm phiền người khác. Và tôi là người có yêu cầu cao trong công việc. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thấy đây là một sự kết hợp tuyệt vời, và Huỳnh Tử Hoa cũng là một diễn viên rất xuất sắc trong lòng tôi. Nếu tôi tham gia mà làm hỏng cả vở diễn thì không hay lắm. Hơn nữa, đây là một thử thách lớn cả về thể lực và tinh thần. Tuyết Lê từng tuyên bố như chưa từng quen biết Từ Thiếu Cường nhưng vẫn gác bỏ oán hận, hiếm hoi viết lời tưởng nhớ. Từ Thiếu Cường đã qua đời tại Bắc Kinh đầu tháng này do ung thư thực quản, hưởng thọ 73 tuổi. Bên cạnh hình ảnh là một anh hùng hay kẻ ác trên màn ảnh, cuộc sống tình cảm của ông cũng đầy sóng gió. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ giữa ông và Tuyết Lê. Năm đó, ông đã lén lút ngoại tình với Tuyết Lê khi cô chỉ mới 15 tuổi, trong khi vẫn đang kết hôn với người vợ thứ hai Hà Thục Khoan. Họ có với nhau một con trai tên Từ Vĩ Đồng và một con gái tên Từ Oánh Khôn. Gây ra rất nhiều tranh cãi và nhiều người cho rằng Từ Thiếu Cường đã hủy hoại cuộc đời Tuyết Lê. Tuyết Lê từng chia sẻ rằng năm 1986, họ đã quyết định kết hôn nhưng Từ Thiếu Cường lại quên mang giấy ly hôn với vợ cũ, khiến hôn lễ không thành, cuối cùng trở thành nguyên nhân chia tay. Khi đó là bản thân mù quáng, tôi đã nhìn sai người, nhưng cũng không còn cách nào, coi như chưa từng quen biết người này. Mặc dù cuối cùng Từ Thiếu Cường không cho Tuyết Lê danh phận, nhưng nhiều năm qua, cô ít khi công khai nói xấu ông. Cô từng giải thích rằng mẹ của Từ Thiếu Cường, bà ngoại của con cô, từng mong muốn cô để miệng lại cho ông ấy một con đường sống. Hình ảnh của Từ Thiếu Cường đã đủ tiêu cực. Tôi đồng ý với bà, vì tôi cũng là một người mẹ, tôi hiểu suy nghĩ của bà. Tuyết Lê cũng không hối hận về sự lựa chọn của mình, vì tôi đã nhìn sai người, nhưng cũng không còn cách nào, chẳng lẽ tự móc mắt mình ra sao? Tôi đã xóa sổ người này khỏi cuộc đời. Sau khi Từ Thiếu Cường qua đời, Tuyết Lê cũng gác bỏ mọi oán hận, chỉ dùng 10 chữ ngắn gọn để bày tỏ lòng tưởng nhớ người tình cũ, để chúc ông Từ Thiếu Cường yên nghỉ bình an.
cư dân mạng khen ngợi cô là người tốt bụng, rộng lượng và tình nghĩa. Trải qua ba cuộc hôn nhân từ Thiếu Cường gây chú ý với mối quan hệ ngoài luồng với Tuyết Lê và sinh con, nam diễn viên kỳ cựu từ Thiếu Cường đã qua đời vào ngày 1 tháng này do ung thư thực quản, hưởng thọ 73 tuổi. Ông đã trải qua ba cuộc hôn nhân, nhưng mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 7 năm với Tuyết Lê, em gái của mẹ Tuyết, đã thu hút nhiều sự chú ý. Khi đó, Tuyết Lê mới 15 tuổi và từ Thiếu Cường vẫn sống với người vợ thứ hai, Hà Thục Khoan. Mối quan hệ này đã gây tranh cãi khi họ bí mật có con trai, Từ Vĩ Đồng, khi 25 tuổi. Từ Thiếu Cường kết hôn lần đầu với Trương Tiểu Phụng, người không hoạt động trong ngành giải trí, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm. Người vợ thứ hai, Hà Thục Khoan, cũng không thuộc giới giải trí, họ kết hôn vào năm 1980. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, Từ Thiếu Cường bắt đầu quan hệ với Tuyết Lê khi cô còn rất trẻ. Theo Tuyết Lê chia sẻ, trong quá trình quay phim Dưỡng Quỷ do Từ Thiếu Cường đầu tư, ông đã công khai hôn cô tại một buổi tiệc lớn ở Thái Lan. Từ đó cô đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông lớn hơn mình 15 tuổi. Tuyết Lê tiết lộ rằng, dù bị chị gái mẹ Tuyết phản đối gay gắt, cô vẫn không thay đổi quyết định. Lúc đó, Từ Thiếu Cường vẫn chưa ly hôn với người vợ thứ hai là Hà Thục Khoan, nhưng lại có mối quan hệ mặn nồng với Tuyết Lê. Đến năm 1983, Tuyết Lê sinh con ngoài hôn nhân khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, sau khi sinh con gái từ Vĩnh Khuê vào năm 1987, chưa đầy một năm sau, hai người đã chia tay. Suốt quá trình đó, Tuyết Lê không bao giờ có được danh phận chính thức. Cô tiết lộ rằng vào năm 1986, họ từng dự định ký giấy kết hôn. Nhưng vào ngày hôm đó, Từ Thiếu Cường quên mang theo giấy chứng nhận ly hôn với vợ cũ, khiến kế hoạch không thể thành hiện thực. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của họ. Tuyết Lê chia sẻ, vì lúc đó tôi đã mù quáng, chọn nhầm người, nhưng giờ không còn cách nào khác, coi như mình chưa từng quen biết người này. Đến năm 2005, Từ Thiếu Cường kết hôn với một vũ công trẻ hơn ông 30 tuổi và họ có với nhau một con trai và một con gái. Lễ tưởng niệm vợ chồng Từ Thiếu Cường tổ chức ngày 21 tháng 9, tiền phúng viếng sau khi trừ chi phí sẽ do Từ Vĩ Đồng xử lý. Ngôi sao phim võ hiệp nổi tiếng thập niên 80, Từ Thiếu Cường, đã qua đời vào ngày 1 tháng này tại Bắc Kinh do ung thư thực quản, hưởng thọ 73 tuổi. Người vợ thứ ba trẻ hơn ông 30 tuổi, trong quá trình lo liệu hậu sự cho chồng, được cho là do quá đau buồn nên đã qua đời vì nhồi máu cơ tim chỉ vài ngày sau đó. Lễ tưởng niệm cho cả hai sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 9 tại Hoành Điếm. Từ Thiếu Cường có nhiều bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Vào ngày 18 tháng 9, đạo diễn Lưu Quang Vĩ và một số người đã ra thông báo rằng lễ tưởng niệm cho vợ chồng Từ Thiếu Cường sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 21, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tại Phật Đường, Đại Trí Thiền Tự ở Hoành Điếm. Thông báo cũng cho biết, tiền phúng viếng sẽ được chuyển khoản qua WeChat cho ban tài chính của Ủy ban tổ chức lễ tưởng niệm theo nguyên tắc tự nguyện, nhằm đảm bảo sự quản lý công bằng và minh bạch. Tiền phúng viếng sẽ được dùng để chi trả chi phí cho lễ tưởng niệm này, phần còn lại sẽ được giao cho con trai của ông Từ Thiếu Cường. Từ Vĩ Đồng, xử lý. Được biết, Từ Vĩ Đồng cũng sẽ có mặt tại lễ tưởng niệm.